Alo, dạ em xin mến chào quý đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và ngày hôm nay em mến chúc cho đại gia đình của mình lúc nào cũng luôn luôn vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe nha. Bữa hôm nay em có một cái câu chuyện khá là vui về cái ông thầy 70 tuổi hồi xuân và cái cô học trò này rất là xinh đẹp mà 19 tuổi vào khách sạn, cái kết sửng sốt luôn, tưng bừng khói lửa luôn. Thì bữa nay em xin phép được kể cái câu chuyện này ha, rất là hay và đầy kịch tính. Em mời đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu chuyện vui của em nha. Thì có một cái ông chú này, ổng rất là giàu có và ổng mở một cái khách sạn ra, có rất là nhiều phòng ốc ở trong đó. Và ổng tuyển rất là nhiều những cô gái chân dài đẹp, rồi xinh đẹp, rồi tuổi khoảng chừng 18 đến 20 để mà vào làm nghề phục vụ ở trong khách sạn này. Phục vụ nè, cái công việc của những cô gái này là ngày nào cũng quét dọn phòng, rồi lau cầu tiêu, rồi quét dọn cửa này nọ cho nó sạch sẽ, phòng ốc vậy đó, cầu thang này nọ cho nó sạch sẽ. Và đây là cái công việc mà ai cũng có thể làm được. Và bất thình lình thì có một cái cô, một ngày đẹp trời thì có một cái cô sinh viên này mới có 19 tuổi à. Do là hoàn cảnh gia đình khó khăn và cổ phải từ dưới quê lên Sài Gòn để mà học, không có tiền nó học phí, thì cái cô gái này cũng còn ngây thơ lắm, cũng khờ lắm, cho nên là ai nói gì cô cũng tin hết trơn, ai kêu gì cô cũng làm hết. Thì cô mới nghe bạn cô nói là bây giờ đó là xin làm thêm đi, mùa hè xin làm thêm đi, mà cái công việc mà dễ nhất là vào khách sạn làm cái nghề phục vụ quét dọn phòng là coi như là rất là nhiều tiền. Thành thử là cái cô gái này cũng nghe vậy thì có tiền để gửi về quê, có tiền để trang trải học phí, cho nên là cô bằng lòng. Và năm nay cô chỉ mới có 19 tuổi thôi, rất là xinh đẹp. Và cái cô gái này cũng mới đến tìm cái ông chủ khách sạn và nói rằng: thưa chú, con nghe nói là con nhìn thấy trước cái cửa khách sạn á, chú có để bảng là cần tuyển nhân viên, con xin chú cho con vào đây để làm việc ở đây được không? Thì cái ông chú này ông nhìn, ông nói nhìn căn cước với chứng minh dân, thì ông thấy trời, cái cô gái này 19 tuổi thấy cũng đẹp, nhìn dễ thương nè, xinh xắn nè, duyên dáng nè, cao ráo dễ thương, gương mặt dễ nhìn mà giọng nói dễ thương nữa, nó tóm lại cái gì cũng được hết. Thì ổng mới nhận gật đầu cái cục, nhận liền đó. Thì ổng nói là ngay bây giờ thì con có thể đến đây làm việc đó, cái cô em này có thể đến đây làm việc. Và ở đây thì bao ăn ở luôn, một tháng là 10 triệu, là như là phục vụ chỉ có quét dọn nhà cửa phòng ốc ở đây thôi, dễ dàng vậy thôi. Thì cái cô gái này cũng nghĩ là con là con có ký túc xá riêng, con chỉ làm việc ở đây rồi khi nào chiều thì con đi về ký túc xá con ở. Thì ông chủ nói thì sao cũng được hết, là coi như là cứ làm việc siêng năng giỏi giắn là ông sẽ thưởng. Thì cái cô gái này cổ cũng rất là vui mừng khi được nhận cái công việc mới như vậy. Đối với cổ giống như là một cái công việc này nó giống như là cái gì quý giá lắm đó, cuộc đời của cổ sẽ được bước sang một cái trang mới nha. Thì đến một ngày nọ, mưa gió bão bùng tầm tã, thì có một cái ông cụ. Cái ông cụ này là một cái ông 70 tuổi rồi. Vợ của ổng đã mất rất là lâu rồi. Bữa nay là coi như là ổng gần như là đáng lẽ tuổi của ổng là phải đi nhà thờ, nhà thánh, đi chùa rồi để mà cầu nguyện để được lên thiên đàng, Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà bữa nay ổng quyết định, một cái quyết định vô cùng táo bạo, đó là bữa nay là ổng hồi xuân. Đó, ổng là một người đàn ông lão 70 tuổi rồi mà ổng hồi xuân. Ổng nhớ lại cái người vợ quá cố và ổng muốn tìm lại cái cảm giác mà với bà vợ đó. Bây giờ tiệm đâu giờ thì bắt đầu là đi lại đây để tìm chứ sao. Đó, thì ổng nghĩ là bây giờ mình đã đi hết cuộc đời rồi, cái gì mình cũng đã nếm trải qua, buồn vui hờ rồi tùm lum hết, cho nên bây giờ ổng muốn tìm một cái cảm giác mới lạ. Thì bắt đầu ổng mới đến tìm cái khách sạn của cái ông này và nói rằng là bữa nay á, là với lại cái ông chú này á cũng xin phép được đến chính luôn. Ổng là ông thầy mà dạy trong lực lượng vũ trang quân đội Việt Nam á, là ổng về hưu rồi, cho nên là ổng cũng có chức có quyền dữ lắm, con cái thì đã trưởng thành hết rồi, mà chẳng may bà vợ qua đời sớm quá. Đó, thì bắt đầu là bữa nay ổng mới quyết định ổng đi lại cái khách sạn này để ổng nói với ông chủ. Ông chủ vừa thấy khách đến thì mừng lắm, dạ không chào ông đến đây để có gì không ông? Thì tôi đến đây để xin được ngủ lại đêm nay, ở đây thì giá cả như thế nào? Thì cái ông chủ khách sạn mới nói đây thì chỉ có 300.000 thôi, là ông có thể mướn được một phòng và ngủ được một đêm. Thì cái ông chú này ổng nghe vậy ổng nói rồi được rồi, để tôi trả tiền cho chú ngay bây giờ. Rồi thì có một cái cô gái này 19 tuổi đó, cũng mới xuống, cũng mới dắt cái ông này lên lầu số 3 đó để chỉ cái phòng của ổng nằm đâu, tại ổng cũng lớn tuổi rồi, ổng đâu biết phòng nằm đâu. Thì cái cô này cũng vừa dắt cái ông này, ông lão này 70 tuổi này nè, hồi xuân này nè, mới đi lên lầu, hai người mới đi lên lầu. Rồi lên lầu số 3 rồi, có cái phòng rồi, thì ổng vừa vô trong phòng thì con nhỏ này cũng đi vô phòng. Hai người đóng cửa một cái cạch một cái, khóa cửa liền lập tức luôn.
cái bắt đầu là giống như là nắng hạn mà gặp mưa, mưa gào mà kêu bằng là nắng hạn lâu ngày mà gặp mưa gào vậy đó. Ông nội này ta nói 70 tuổi rồi mà hồi xuân, mà cặp nhỏ này thì con gái mới lớn nữa, 19 tuổi đó. Thì bắt đầu là hai người ta nói là sáp lá cà vô, ta nói là kêu bằng là bà nội này bà la lên, bắt đầu ông này không làm, không làm bà này, làm nhỏ này, nhỏ này nó la lên, nó la lên một cái tiếng rất là kỳ cục, chướng quá, chướng quá. Trời ơi, cái ông này ổng nghe thấy nhỏ này nó chống cự vậy đó. Cái ổng cũng giống như là cái nghề của ổng là gì, là giáo viên mà dạy về quân đội Việt Nam mà đâu vừa đâu. Thành thử ra ổng thấy kẻ địch mà bắt đầu là chống cự là ổng la lên, nằm yên chiến đấu, nằm yên chiến đấu. Thì bắt đầu con nhỏ này nó là chướng quá, chướng quá. Còn ông nội này nằm yên chiến đấu, nằm yên chiến đấu. Trời đất ơi, xong xuôi thì bắt đầu là có một cái thằng, cái thằng ở kế bên, phòng kế bên, nó lén vợ, nó trốn vợ nó để mà đi đến đây để nó tìm một cái niềm vui mới đó. Thì ai dè nó nghe xong hai đứa bên phòng kế bên này, trời đất ơi, hai ông bà nội này sao mà nó la quá trời đó. Thì nó nghĩ là trời rồi chắc là sắp có án mạng ở đây rồi, nó sắp giết nhau rồi, sao mà nó la quá đó. Thì con nhỏ này nó la chướng quá, chướng quá. Ông nội kia thì nằm yên chiến đấu, nằm yên chiến đấu. Bắt đầu cái thằng này nó quýnh rồi, quýnh đít lên rồi, nó mới chạy xuống cầu thang, nó đi từ lầu ba nó chạy xuống, nó nói ông chủ ơi, ông chủ ơi, ông chủ ơi, có chuyện gấp lắm, ông chủ khách sạn ơi. Ông chủ khách sạn nhìn thằng này nó ủa cái gì vậy, bộ chú em mà trả phòng á? Dạ không, dạ không, trời ơi, tôi mới tới đây mà trả phòng cái gì. Bây giờ tôi nói ông nghe một cái chuyện này động trời lắm nè, tôi nói ông là có một cái đôi nam nữ ở cái phòng kế bên của tôi á, trời ơi, nó làm cái gì mà nó la quá trời, bộ nó sắp giết nhau hay sao á. Ông lên ông coi đi, nếu không là có án mạng ở đây, là công an nó tới là nguy hiểm lắm đó. Bắt đầu là ông lên ông cứu tụi nó đi. Trời ơi, ông nghe sắp có án mạng, quýnh đít lên ông chạy, ông chạy một mạch, tôi nói ông mập thù lù vậy nè, cái bụng bự vậy nè mà ông phải chạy lên cầu lầu số 3, ông chạy hết sức bình sinh của ông. Ổng với thằng này hai đứa chạy lên gõ cửa, cốc cốc cốc, mở cửa, mở cửa, mở cửa đi anh chị, mở cửa đi giùm đi. Trời ơi, ông nội với bà nội này đâu có nghe gì đâu, lâu lâu mới được một bữa mà làm cho đã đời. Nó nhỏ này nó 19 tuổi mà nó la chướng quá, chướng quá. Còn ông nội kia thì ông nằm yên chiến đâu, nằm yên chiến đâu. Trời ơi, không nghe gì hết á, đập cửa rầm rầm nó không nghe luôn. Cái ông này ông nói tức tức, ông tức quá, ông chủ khách sạn nói chết rồi, chắc nó sắp giết nhau hay gì đó, nó la quá trời, không mấy bây giờ mình đạp cửa đi, tao với mày hai đứa ba, tao với mày là cũng dùng hết sức bình sinh đạp cái cửa này cho nó ngại gãy xuống đi, rồi mình vô mình vớt hai đứa này ra coi nó làm cái gì, mẹ bà nó nữa, chắc công an vô chắc nó bắt cả đám quá. Bắt đầu đạp cái cửa cái rầm ra, cái cửa nó sập luôn, nó sập cái cửa cái ầm xuống. Bắt đầu hai ông nội kia cũng còn đang, ông nội với bà nội kia cũng còn đang làm nữa, rồi ông chủ khách sạn nó mới la lên, có chuyện gì vậy, bộ hai người định làm gì vậy, bộ giết người hay gì vậy. Cái bắt đầu cái ông được 70 tuổi đó, hồi xuân ông mới nhìn lên nói ủa sao sao mà kỳ vậy, sao ông chủ khách sạn này lên đây mà không có gõ cửa. Trời ơi, gõ cửa gì, tôi gõ cửa từ nãy giờ muốn bể cửa luôn mà hai ông bà tôi nói không có nghe gì hết trơn chọi á hả, ông nội với bà nội làm gì mà không nghe gì hết trơn chọi. Trời ơi, hồi nãy anh nói với tôi á là 300.000 là muốn làm cái gì thì làm, trời đất ơi, thì tôi kêu cô này nằm yên chiến đấu, nằm yên chiến đấu, tại vì cô đang chống cự. Dạ em thì lần đầu tiên em thấy nó kỳ quá, thành thử em chướng quá, chướng quá thì em la chứ làm sao giờ, thông cảm cho em đi. Tao nói trời đất ơi, ông chủ khách sạn mặt mày ông nhăn nhó câu có gì nữa, trời ơi chết mẹ rồi, trời ơi hai người chướng quá nằm yên chiến đấu. Bây giờ tôi khổ quá trời đây nè, ông đưa tôi có 300.000 à, bây giờ tôi đạp gãy cái cửa của tôi rồi, trời ơi khổ quá, trời ơi tôi bị lỗ rồi. Ông nội bị lỗ tại vì đưa có 300.000 tiền cái phòng ngủ thôi, mà bây giờ phải sửa cái cửa tới 7 triệu bạc luôn, chịu nổi không? Đây là cái câu chuyện cũng khá là vui. Em cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã luôn lắng nghe những câu chuyện của em. Mến chúc cho đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Và xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình của mình trong những clip tiếp theo. Xin chào.